Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 12 năm 2020, ngày 1 tháng 1 năm 2021. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 7 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ.